biết độ lì cáp sạc dù đạt tiêu chuẩn MFI của Apple xem như thế nào nha. Sau khi sử dụng nó để kéo co, nâng đồ vật hay là gập đi gập lại cái dây thì mình thấy em này đỉnh thật đấy. Nhờ có 64 lõi đồng bọc lớp vỏ dù, cáp sạc nhanh này có thể sạc được 50% trong vòng 30 phút với củ sạc tương thích tự động điều chỉnh dòng, điện áp và tốc độ nên sẽ không gây hại cho máy và pin. Nói chung đã qua được bài test khắt khe của Apple thì dây này quá uy tín rồi đúng không? Đặc biệt khi mua hàng tại FPT Shop còn có bảo hiểm chống cháy nổ, bảo hành trong vòng 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày. Nhanh tay đặt hàng nha mọi người. Test độ lì cáp sạc dù đạt tiêu chuẩn MFI của Apple xem như thế nào nha. Sau khi sử dụng nó để kéo co, nâng đồ vật hay là gập đi gập lại cái dây thì mình thấy em này đỉnh thật đấy. Nhờ có 64 lõi đồng bọc lớp vỏ dù, cáp sạc nhanh này có thể sạc được 50% trong vòng 30 phút với củ sạc tương thích tự động điều chỉnh dòng, điện áp và tốc độ nên sẽ không gây hại cho máy và pin. Nói chung đã qua được bài test khắt khe của Apple thì dây này quá uy tín rồi đúng không? Đặc biệt khi mua hàng tại FPT Shop còn có bảo hiểm chống cháy nổ, bảo hành trong vòng 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày. Nhanh tay đặt hàng nha mọi người.